khổ quá. Sao lúc nào cũng ngồi xem mấy cái phim xến xúa thế hả con? Bây giờ phải chọn chồng nữa này, con nhìn này. Chồng con trong này mà. Chị đừng sống ảo nữa cho tôi nhờ. Đây, rồi ôi đẹp trai chưa? Hào hoa như này, gia đình khủng chưa? Công việc ổn định nhá. Không thuốc lào, thuốc lá, rượu bia, cờ bạc đúng không? Ừ, cô Hoa giới thiệu cho mẹ một cái chàng trai gia đình cực kỳ tốt. 3 giờ, con nhớ chưa? No, mai con bận. Cái công việc quan trọng bây giờ là con phải chọn chồng. Ôi à! Ôi sao khó chịu. Ôi sao làm sao đây? Rồi ôi, khó chịu quá con ơi. Ôi. Nhìn cái mặt tươi tắn thế này không phải trúng gió đâu, đừng giả vờ. Ôi ông ơi, ông sống có tạp kia không về đấy. Mà nhìn cả mẹ ơi, tôi vất vả nuôi con. Đến bây giờ tôi muốn chọn chồng cho nó mà nó cứ tờ nó né tránh. Ôi rồi, con đi là được chứ gì. Ôi rồi. Quá. Con đi nhá. Thế bây giờ này, nghe và nhớ rõ lời mẹ dặn chưa? Được rồi. Ngồi duyên dáng, thẳng lưng, điệu thục nữ, uống nước không được phát ra tiếng động, thỉnh thoảng mắt chớp chớp. Tốt quá, thuộc bài rất tốt. Liên ạ, tôi nói Liên biết là gia đình nhà tôi có bà này, có mẹ và có cô, có chị tôi nữa. Ui giời ơi, ngày nào cũng nghe mọi người vặn vẹo nhau rồi á, bàn luận cái chuyện ngoài xã hội, xong là chuyện gia đình, rồi là ăn uống bếp núc, tất cả mọi chuyện nghe vui tai lắm. Gia đình nhà tôi có mỗi mình tôi là đàn ông rồi đấy. Mọi người ấy, ai cũng mong tôi lấy vợ, tôi cũng mong tôi lấy được một cô vợ, xong mà về đẻ tầm 3-4 đứa con. Thế là gia đình nhà tôi từ tam đại đồng đường trở thành tứ đại đồng đường đấy. Tức là cứ vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau thôi. Ý của anh là sau khi lấy vợ, anh và vợ sẽ chung sống với gia đình ý ạ? Thì đúng rồi. Tôi chỉ quen sống có 2 mẹ con thôi. Ui, này, liền nghĩ lại xem chứ, sống 2 người chán lắm. Cứ đi về nhìn mặt nhau nói dăm ba câu chuyện, thế là hết. Nó phải đông vui, nhiều câu chuyện, tình cảm nó bị đong đầy. Tôi thấy gia đình nhà anh đang tam đại đồng đường rồi đấy. Vui lắm. Vâng, tôi xin chúc mừng anh sớm lên tứ đại đồng đường nhá. Tôi xin lỗi cậu nhá. Mẹ tôi. Xin chào bác. Chào cậu. Gia đình cậu phức tạp như thế, con gái tôi không sống nổi đâu nhá. Bác ơi, đi về. Cảm ơn cậu. Bác ơi, về. Con Liên, đi về. Ôi giời ơi, gia trưởng, cổ hủ như thế, gia đình phức tạp, không sống nổi đâu con ạ. Con xin mẹ đấy. Ai? Con bé này, mày nói như thế là như nào? To khỏe thì mày lại chê người ta là thô lỗ, thư sinh thì lại bảo ẻo lả, giàu có thì lại bảo dễ ngoại tình. Bây giờ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn mẹ mong muốn rồi, thì mẹ lại bảo gia đình người ta phức tạp. Khổ quá, thì mẹ chỉ muốn lo cho con, chứ không phải là lo cho mẹ đâu. Nhưng mà tất cả bọn họ đều là do mẹ chọn và bắt con đi xem. Mẹ không một lần hỏi ý kiến của con. Thì... từ bé đến lớn, chơi với ai mẹ cũng cấm cản, dò xét, soi mói. Bây giờ việc chọn chồng của con mẹ cũng... mà mỗi lần đi xem mặt mẹ cứ đòi đi theo. Rồi mọi cử chỉ của người ta, hành động của người ta, mẹ cũng xét nét, rồi từ chối họ thay con. Con phát sợ. Khổ quá, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi mà. Tốt? Như thế nào là tốt ạ? Là con sống với người ta cả đời hay là mẹ? Con nghĩ kỹ rồi. Tốt nhất là cả đời này, con với mẹ cứ sống như thế này đi. Liên!